Thầy chào các em. Vậy là ở các clip trước, thầy đã giới thiệu đến các em bốn dạng bài tập giải phương trình bằng cách đưa về phương trình bậc 2. Ở clip này, thầy sẽ giới thiệu đến các em dạng số 5. Dạng 5 của thầy là gì? Các em tập trung lên cho thầy. Dạng 5 này, giải phương trình bằng phương pháp đặt ấn phụ. Đấy. Bây giờ các em thực ra đối với phương pháp đặt ấn phụ đây này, ở chương trình đại số lớp 8, phần phương trình bậc nhất, chúng ta đã có cái phương trình bậc nhất mà chúng ta đưa về giảng tích ấy, là thầy đã hướng dẫn cho các em một phần nào đó về cái phương pháp đặt ấn phụ rồi. Tuy nhiên, nhưng mà chưa thể rõ ràng được vì ở như chương trình lớp 8 chúng ta có giới hạn riêng. Nhưng ở phần này là phần lớp 9, dạng 5 này thầy sẽ hướng dẫn đến các em một cách chi tiết hơn đối với việc đặt ấn phụ trong giải phương trình quy về phương trình bậc 2. Được không nào các em? Vậy để làm dạng 5 này thì các em phải cần nắm đầu tiên là về phương pháp của nó như thế nào. Tập trung lên cho thầy. Đầu tiên là em phải đặt được điều kiện xác định nếu có. Tức ví dụ có căn là phải đặt điều kiện cho thầy ngay. Có phân thức, phân thức mà có mẫu chữ ẩn làm luôn, đặt điều kiện luôn, mẫu các không luôn. Đó, căn nằm dưới mẫu, biểu cả một cái biểu thức căn nằm dưới mẫu thì trong căn lớn bằng không. Được chưa nào? Vậy chúng ta điều đầu tiên chúng ta làm là chúng ta đặt điều kiện trước. Thứ hai, đặt ấn phụ, đặt điều kiện của ấn phụ. Thứ nhất là chúng ta đặt ấn phụ rồi, nhưng chúng ta là phải đặt điều kiện của ấn phụ nếu có. Ví dụ em đặt t bằng x bình thì ngay lập tức điều kiện của t là phải lớn hơn bằng không. Hiểu thấy chưa? Cho nên là phải đặt cả điều kiện của ấn phụ nếu có. Và giải phương trình hiệu ẩn mới. Lúc này khi chúng ta đặt ấn phụ rồi thì chúng ta sẽ đưa phương trình về phương trình hiệu ẩn. Ví dụ thầy đặt t chẳng hạn thì phải đưa phương trình hiệu ẩn t, đó là ẩn mới. Và chúng ta phải giải cái phương trình hiệu ẩn mới đó, chứ chúng ta không phải là giải phương trình hiệu ẩn x nữa. Được chưa? Cuối cùng, tìm nghiệm ban đầu. Sau khi em giải được nghiệm của ấn mới thì em phải trả lại cho nghiệm ban đầu. Nên tìm nghiệm ban đầu so sánh với điều kiện và kết luận. So sánh với điều kiện này và kết luận. Được chưa nào em? Tuy nhiên là khi chúng ta phân tích như này là các em đang rất mông lung, chưa thực sự rõ ràng. Cho nên thầy sẽ cùng các em chúng ta làm một số ví dụ sau đây để thầy phân tích kỹ hơn ba cái bước này cho em. Hiểu chưa nào các em? Tập trung nhá. Thứ nhất là thầy và các em sẽ giải phương trình 1, đó là giải phương trình 3 nhân x bình cộng x bình trừ 2 nhân x bình cộng x trừ 1 bằng 0. Cho thầy sẽ giải phương trình này trước. Tập trung cho thầy. Nào, chúng ta có ví dụ 1. Thầy yêu cầu là giải phương trình 3 nhân x bình cộng x tất cả bình trừ 2 nhân x bình cộng x trừ 1 bằng 0. Được chưa nào em? Để chúng ta giải phương trình này thì đầu tiên các em quan sát này. Ở đây này, x bình cộng x bình và đây x bình cộng x. Cho nên hai cái phần trong ngoặc này giống nhau này. Được chưa? Cho nên thầy chẳng nghĩ ngay đến chuyện đặt t như sau. Đặt ấn phụ này. Thầy đặt t bằng x bình cộng x. Được chưa? Khi em đặt t, thứ nhất về điều kiện này, xác định này, vì đây là một biểu thức không có căn, không chứa ẩn ở mẫu, cho nên chúng ta không có điều kiện, cho nên thầy bỏ qua bước điều kiện. Chúng ta chuyển sang bước đặt luôn. Đây ta đặt điều kiện t bằng đặt ấn phụ t bằng x bình cộng 1. Sau khi đặt điều kiện thì bây giờ em phải đặt điều kiện cho ấn phụ, đặt điều kiện cho t này. Thì chúng ta có quan sát như sau nhá. Tập trung lên đây cho thầy. Ta có x bình cộng x thì bằng x bình cộng 2 nhân với 1/2 nhân x cộng với 1/4 trừ 1/4. Và đây bằng x cộng với 1/2 tất cả bình trừ 1/4. Được chưa nào em? X cộng với 1/2 tất cả bình trừ 1/4 thì bình phương cái này luôn luôn mang luôn luôn lớn bằng 0, tức là không âm. Cho nên thằng này có thể lớn hơn bằng trừ 1/4. Vậy suy ra điều kiện của t đó là t lớn hơn bằng trừ 1/4. Xong. Sau khi em đã tìm được điều kiện của t rồi, nào, thay vào 1 ta có là 3t bình trừ 2t
trừ 1 bằng 0. Các em quan sát nhé, tập trung quan sát cái thầy này. Ở đây thầy có 3t bình trừ 2t trừ 1 bằng 0, mà vì 3 này cộng trừ 2 này cộng trừ 1 bằng 0. Nào, ta có vì 3 cộng trừ 2 cộng trừ 1 bằng 0. Vậy suy ra phương trình sau là có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất đó là t bằng 1. Nghiệm thứ hai là t bằng âm 1 phần 3. Được chưa nào em? T bằng 1 và t bằng âm 1 phần 3. Mà với t bằng âm 1 phần 3, vì điều kiện của thầy là t phải lớn hơn bằng âm 1 phần 4, cho nên t bằng âm 1 phần 3 của thầy là nhỏ hơn âm 1 phần 4. Cho nên cái này thầy loại. Vậy chỉ có trường hợp duy nhất t bằng 1. Hiểu không nào các em? Sau khi em đã giải được phương trình với nghiệm t bằng 1 rồi thì em phải trả lại này. Tìm điều kiện ban đầu so sánh với điều kiện xác định để cái... À quên, thầy xin lỗi nhé. Ấn phụ nếu có và giải phương trình theo ấn mới sau này. Tìm điều kiện ban đầu so sánh với điều kiện và đưa ra kết luận. Sau khi em nhìn điều kiện này, trên này của thầy không có điều kiện mà, cho nên cái t bằng 1 này này, chúng ta chỉ loại dựa vào điều kiện của t này thôi. Được chưa nào? Sau đó chúng ta phải trả lại với ấn ban đầu, đó là ấn x. Nào, chúng ta có như sau. Nhưng mà với t của thầy bằng x bình cộng x, vậy suy ra t mà bằng 1. Vậy, thầy xin lỗi nhá. Vậy với t bằng 1 thì thầy suy ra ngay là x bình cộng x bằng 1. Vậy tương đương x bình cộng x trừ 1 có thể bằng 0. Đây. Chúng ta có phương trình mới là x bình cộng x trừ 1 bằng 0. Ra phương trình này rồi thì chúng ta giải bình thường. Nào giải nào. Đầu tiên thầy có delta x bằng 1 trừ 4ac là cộng 4 bằng 5, lớn hơn 0. Cái này lớn 0 đúng không nào các em? Vậy phương trình có hai nghiệm. Có hai nghiệm. Và hai nghiệm này là phân biệt, đó là x1 bằng trừ b, tức là trừ 1 cộng với căn 5 trên 2, và x2 bằng trừ 1 trừ căn 5 trên 2. Nào các em tập trung đây cho thầy. Đây, thầy giải đang nghiệm đây là x bằng trừ 1 cộng căn 5 trên 2 và trừ 1 trừ căn 5 trên 2. Sau khi em đã giải đang nghiệm rồi, em vẫn cho thầy cái kết luận. Được chưa nào? Vì ở đây chúng ta không có điều kiện mũ x, cho nên chúng ta không cần loại x1 hay x2 nữa, mà cả hai giá trị này đều là nghiệm của phương trình. Chúng ta kết luận là sao? Vậy nghiệm của phương trình 1 là S bằng trừ 1 cộng trừ căn 5 trên 2. Đó. Hiểu chưa nào em? Đó. Vậy ở đây là thầy đã hướng dẫn cho em làm ví dụ 1. Đầu tiên là các em phải quan sát để chúng ta biết đặt ấn phụ là gì. Quan sát là gì? Chúng ta có x bình cộng x bình và x bình cộng x. Thì thầy nghĩ ngay đến chuyện đặt ấn phụ t bằng x bình cộng x. Sau khi chúng ta đã biết đặt ấn phụ là gì rồi thì chúng ta phải căn cứ vào biểu thức của ấn phụ, chúng ta đặt điều kiện cho nó lớn bằng trừ 1/4. Sau khi chúng ta đặt điều kiện của ấn t rồi, thay t vào phương trình ban đầu, chúng ta được phương trình sau này. Phương trình sau này là một phương trình bậc 2 mà chúng ta có nhận xét là a cộng b cộng c bằng 0. Cho nên phương trình có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng c trên a. Tuy nhiên hai nghiệm này thì có một nghiệm chúng ta loại vì dựa vào điều kiện của t. Sau đó chúng ta trả lại cho phương trình chữ x, ra được x bình cộng x trừ 1 bằng 0. Chúng ta giải ra phương trình. Không phải là khó khăn đúng không em? Nhưng các em cần phải có quan sát tốt, các em cần phải biến đổi tốt, và cái kỹ năng giải phương trình phải ok thì thầy tin là các em làm được thôi. Ok chưa nào các em? Vậy trên đây thầy đã hướng dẫn xong cho các em ví dụ 1. Bây giờ thầy sẽ cùng các em chúng ta chuyển sang ví dụ 2, xem nội dung ví dụ 2 nó như thế nào. Ví dụ 2 của thầy như sau. Thầy yêu cầu giải một cái phương trình. Đây em này, x cộng với 1 trên x này trừ 4 nhân với căn x nhân 1 trên 1 cộng căn x cộng 6 bằng 0. Vậy để giải phương trình này, đầu tiên này, chúng ta phải nhìn nghĩ ngay đến chuyện điều kiện, vì chúng ta thấy biểu thức có căn căn x này và 1 trên căn x này. Cho nên chúng ta phải đặt điều kiện trước. Nào các em tập trung cho thầy. Ví dụ 2 thầy như sau. Thầy yêu cầu giải phương trình
đó là x cộng 1 trên x trừ 4 nhân căn x nhân 1 căn x cộng 6 bằng 0. Đầu tiên là các em cho thầy cái điều kiện là x của thầy phải lớn 0. Được chưa nào em? Điều kiện của thầy là x phải lớn 0. Vì căn x này thì điều kiện x lớn bằng 0 này, căn x trên mẫu này, x lớn 0 này, kết hợp là x lớn 0. Chúng ta có quan sát như sau. Ở đây thầy có một cái biểu thức là x cộng 1 trên x, và đây thầy có căn x cộng 1 trên căn x. Đó, nhìn cái chú ý quan sát nha. Cho nên đầu tiên thầy sẽ đặt. Chúng ta phải quan sát thì chúng ta mới biết đặt ẩn phụ là cái gì. Đây là chú ý nhá. Thầy sẽ đặt như sau. Đặt t bằng căn x cộng với 1 trên căn x. Được chưa? Em chú ý này, căn x luôn luôn dương. 1 trên căn x cũng luôn luôn dương. Công nhận thầy không? Cho nên thầy có thể áp dụng được câu si luôn, tập trung này, lớn hơn hoặc bằng 2 lần căn của căn x nhân với 1 trên căn x. Và cái này thì bằng 2. Vậy tương đương t có thể phải lớn bằng 2. Đó, đến đây thầy đã tìm điều kiện cho t rồi. Được không nào em? Nào. Vậy ta có t bình thì bằng căn x cộng với 1 trên căn x tất cả bình. Thì cái này có thể bằng bằng gì em nhỉ? Bằng x này cộng với 2 nhân với căn x này nhân 1 trên căn x này cộng với 1 trên x. Vậy tương đương thầy có t bình thì bằng x cộng với 1 trên x cộng 2. Vậy x cộng với 1 trên x có thể bằng t bình trừ 2. Ok chị em. Vậy thầy đã biểu diễn được xong x và 1 trên x theo t chưa? Ok rồi đúng không nào các em? Nào. Bây giờ thay vào đây thầy gọi là 2 đi. Thay vào 2. Thầy tương đương. Thầy có ngay x cộng 1 trên x thầy thay bằng t bình trừ 2 này. Trừ này. 4 này. 4 gì em nhỉ? 4 này. X cộng 1 căn x là bằng 4t này. Cộng 6 này. Bằng 0 này. Vậy thầy có t bình này. Trừ 4t này. Cộng 4 này. Bằng 0 này. Đây là một phương trình bậc. Bậc 2. Nhưng đó là hằng đẳng. Là t trừ 2 bình. Bằng 0. Vậy suy ra t có thể bằng 2. Ok chưa nào em? Đấy thầy đã giải ra t bằng 2 rồi này. Điều kiện của thầy là t lớn hơn bằng 2. Cho nên t bằng 2 là thỏa mãn. Thỏa mãn điều kiện. Đó. Thỏa mãn chưa? Ok chưa nào em? Chúng ta có như sau. Ok, bây với t bằng căn x cộng 1 trên căn x và bằng 2 thì thầy suy ra ngay x trừ 2 căn x cộng 1 bằng 0. Đây lại là hằng đẳng, đẳng thức. Vậy thầy có tương đương căn x trừ 1 bình bằng 0. Vậy suy ra tương đương căn x của thầy bằng 1. Với căn x của thầy bằng 1 thầy tương đương luôn x bằng 1. Cái này thỏa mãn đúng không em? Vì điều kiện của thầy này là lớn không, mà x của thầy bằng 1 là lớn hơn không rồi, cho nên thỏa mãn. Ok chị em? Vậy tới đây chúng ta thấy x bằng 1 này vừa thỏa mãn điều kiện này rồi thì chúng ta kết luận thôi. Vậy nghiệm của phương trình là 2 chấm s bằng. Đó, ok chưa nào em? Vậy là trên đây thầy đã hướng dẫn cho các em được hai ví dụ giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ. Thì các em mới thấy này, để giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ ấy thì điều kiện đầu tiên mà các em cần phải chú ý đó là phải quan sát tốt để chúng ta biết đặt ẩn phụ là gì. Đây này, ví dụ bài đó này hạn. Thầy phải đặt x bình cộng x. Chúng ta khi đặt ẩn phụ thì những phần còn lại của phương trình phải biểu diễn được thông qua nó thì mới đạt được. Ví dụ đây thầy đặt là t thì đây phải biểu diễn được thông qua là t bình. Hai bài này chúng ta đặt thằng này là t thì cái này chúng ta phải biểu diễn là bằng t bình trừ 2. Tức là các em muốn đặt ẩn phụ là cái gì đi chăng nữa thì bắt buộc em phải biểu diễn được phần còn lại của phương trình theo cái ẩn phụ đó. Là thứ nhất. Cái thứ hai là các em phải chú ý cái điều kiện. Điều kiện ở đây là vừa là điều kiện của ẩn x, vừa là điều kiện của ẩn t. Cái thứ ba là các em mới thực hiện giải phương trình. Khi các em thực hiện giải phương trình xong thì các em cần phải so sánh với điều kiện để chúng ta nhận nghiệm nào hay là loại nghiệm nào. Ok chưa nào các em?
Vậy là để giải được phương trình đưa về ấn phủ thực sự thì cũng không khó, nhưng là các em cần phải quan sát, cần phải chú ý cẩn thận và tránh những sai sót đáng tiếc. Hiểu chưa nào các em?